Lừa chúng nó uống thuốc nhá. Đây, đắng, thải độc gan cho chó. Thuốc này thì nó rất là đắng. Đây, viên thuốc nó như thế này. Sẽ nhét cho mỗi con 2 viên, đôi 4, 6. Cộng với mấy miếng xúc xích này. Đây nhá, mấy miếng xúc xích nhá. Đây, từ từ. Không phải là nhét xúc xích vào cho chúng nó đâu. Nhớ thật là bé. Rồi, bẻ sẵn rồi nhá. Bẻ sẵn là mấy viên này. Đấy, mọi người mà muốn cho chó uống thuốc, những cái loại thuốc đắng ấy, thì mọi người chơi cái bài này. Đây này, nhìn này, nhìn thấy viên thuốc chưa và cái miếng xúc xích chưa. Bây giờ nha, bắt đầu nha, cho con mì bé ăn trước này. Này, là xì này, xì rô này, xì la này, là xì này, thất bại này, một lần thất bại nha, một lần thất bại. Một lần thành công nha. Ôi giời, vẫn thất bại. Nó nhả ra này, thấy không? Nhả tiếp. Lại tiếp tục nhả. Bây giờ có ăn không? Bây giờ nha, để cho mấy miếng nha. Ăn không? Không ăn à? Không ăn cho siro này. Siro miếng nữa này. Siro. Siro miếng nữa này. Siro miếng nữa này. Đây. Nhá. Sẽ nhả ra. Nhả ra thì có mấy ăn gì. Đó. Có vẻ hôm nay thất bại. Đứa nào ấy muốn ăn ấy, muốn ăn xúc xích ấy, là phải nuốt viên thuốc này trước rồi mới ăn xúc xích được nhá. Muốn ăn tiếp không? Xúc xích cũng nhà ra luôn. Thuốc này rất là đắng. Thì là tiếp. Lại nhả ra đúng 2 viên thuốc. Anh mà thực ra ấy, uống thuốc ấy, có thể là cho chúng nó chơi cái bài là nhét họng cho nó được, nhưng mà muốn lừa cho nó như này, lừa như này cũng được, thì không cần phải nhét họng. Cái thuốc này nó là cái thuốc giải độc gan chứ nó cũng không phải là cái thuốc điều trị gì cả. Ok, lần này đã thành công. Cho siro đủ 2 viên của siro rồi. Đây còn chỉ còn có 4 viên thôi và hai con kia. Messi ăn cái kiểu đấy là không ổn nè. Messi ăn cái kiểu đấy thì cho Messi nhịn nhé. Pila này. Thì là nhanh 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 không nhẹ 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 cái gì
nhà mà rách viên thuốc là đừng chắc kìa. Rồi siro ngoan, cho siro miếng nữa. Giờ siro cứ xong phần thuốc của siro rồi thì là đúng được thôi. Kila này, ok, Pila rất xuất sắc. Pila đã xong hai viên của Pila, bây giờ chỉ còn hai viên của con Messi thôi. Chờ Nui này, Pila này, Siro này, còn Messi thì cứ chờ đấy. Còn đúng hai viên của Messi, chỉ còn đúng hai viên của Messi thôi. Nếu mà Messi mà không ăn thì nó sẽ không thể nào mà được ấy được. Đây Messi, Messi mà không muốn ăn nhiều ấy thì phải hai viên thuốc là phải ăn. Đây thêm nữa. Đó, đã xong hết nhá, cả 6 viên nhá. Như vậy là về nguyên tắc ấy là phải cho cái viên thuốc vào, chúng nó có thêm mùi đắng ấy, nhưng mà phải lấy ngay một cái cục khác nhét vào mồm chúng nó. Để làm gì? Để mà chúng nó sẽ cố chúng nó nuốt cái viên thuốc mà chúng nó đã lấy vào mồm kia. Rồi, ok, còn lấy miếng này thì xong rồi nhá. Ê, chuẩn bị nguyên mớ xúc xích kia này. Đó, để cho nó phòng khi trong trường hợp mà không có lần này mà không được thì dùng lần sau. Đó, nhưng mà nó được luôn. Quay nhích sang bên này một tí này, cho nó đủ phun này. Chờ tí để mình xé ra đó nhé, xé nhỏ ra đây. Ăn bún bé cho nó ngon, mất công bún to rồi lại cũng nước trứng. Cứ ngồi yên đấy, ngồi yên đấy, nhìn để anh xé ra đã. Khi nào xé xong thì bắt đầu phát. Đang chia phần nữa. Cứ ngồi yên, không thay đổi chỗ đâu, thay đổi chỗ là tí nữa xem là sẽ nhịn đấy. Tất cả phải ngồi yên vị trí thế, ngồi yên đấy, chờ xong rồi khắc phát, tất cả đều phải chờ chứ không riêng gì đứa nào cả. Xong chưa? Xong rồi, cho con Ly bé ăn trước này, Siro bé ăn trước này, Messi này, Pila cuối cùng này. Pila cuối cùng được ăn hai miếng này. Ok, còn lấy miếng gan này nữa, lấy miếng gan luộc. Rồi, bây giờ đến chúc chích. Bây giờ là chúng ta đến chúc chích. Đây, đây, bây giờ anh sẽ cầm hết tất cả ra tay. Đó. Đây nhá, mọi người nhìn cái thuốc này nhá, nó là cái thuốc mà thải độc gan. Những cái người mà chăm chó mà đã dùng cái thuốc thải độc gan này rồi ấy thì sẽ biết là cái thuốc này nó rất là đắng. Và cái thuốc này nếu mà cho lẫn vào trong cái đồ ăn cho con chó ấy mà nó vỡ ra ấy thì có thể là con chó nó sẽ bỏ luôn cả cái phần ăn. Mọi người nên cho ăn riêng. Đó, thì cách cho ăn như vừa rồi mình cho ăn đấy. Pila ngồi dậy đi, phải ngồi dậy mới được ăn. Nằm thế thì nhịn. Ngồi lên, ngồi, ngồi hẳn lên, không ngồi thôi, cứ để bên này. Khi nào mà ngồi dậy thì nó mới được ăn. Nằm thì thôi, nằm là Pila không thích ăn rồi. Pila nằm là Pila không thích ăn rồi. Pila có ăn không? Ăn, ngồi lên, ngồi dậy, phải vào video để cho nó vào TV nè. Nào, như này đâu có vào được TV đâu. Mất công anh quay sang bên ấy này, quay sang bên ấy lại mất luôn cả mặt của Pila. Pila ngồi xích vào đây, đùi lại, không siro người yên. Ngồi lên, đúng rồi,
Thế thì mới được ăn được, ngồi yên đấy. Anh ngó xem nào, cho nó đủ mặt cả ba đời ra vào thì mới được. Ok, được rồi. Nó xì này, siro này, tila này, yumi này, nasi này, nasi này, siro này, siro này, tila này, tila này, yumi này, yumi cũng được 2 miếng. Mì bé bằng cái nắm tay, nhưng mà mì ăn là nó cũng phải, chúng nó ăn bao nhiêu mì phải ăn tương đấy, mà cho mì sót mất một lần thì là mì dỗi ngay. Đây, mì ăn mấy miếng bé trước vậy, rồi cho phi bù 2 miếng luôn, siro, nasi. Đây, cái này là để cho chị My mấy miếng bé này, nhặt mấy miếng vụn cho chị My. Đây, cho chị My mấy miếng vụn nha. Thôi nha, đây nha, còn 3 miếng này. Đây còn 3 miếng là sẽ cho 3 đứa. Cho 3 đứa thì sẽ cho đồng thời nhá. Cho Pila này, Messi với lại Sido này. Ok, hết nha, xong. Cuộc ăn của chúng ta hôm nay đến đây là kết thúc. Thỏa mãn nha, vừa ăn vừa uống thuốc đó. Đó là mọi người mà nuôi chó, mọi người có thể cho chúng nó ăn theo kiểu như vậy, là uống thuốc, vừa ăn vừa uống thuốc luôn. Melcy này, Siro này, hai mẹ con, Pila nằm luôn rồi. Hai mẹ con xin chào tất cả mọi người và hẹn gặp lại ở video tiếp theo. Video mà hữu ích thì mọi người chia sẻ với dùng cho tất cả các giống chó và dùng cho tất cả các loại thuốc khó uống thì đều có thể dùng cái cách này. Mọi người nên là khi mà cái con chó mà nó có một cái sự đề phòng rồi ấy, thì mọi người có thể là mọi người sẽ phải cho nó ăn 4-5 phát liền, rồi sau đấy rồi mọi người mới 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 gì sau đấy rồi mọi người mới bắt đầu đưa lẫn thuốc. Và đấy, nhớ nhìn như ở trong video mình làm đấy, đưa là phải đưa rất là nhanh, đưa và trực đưa liên tục. Ok, xin chào video. Ok, xin chào tất cả mọi người và hẹn gặp lại ở video tiếp theo.